Tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách thức vào chứng từ ngân hàng. Ở đây chúng ta có thể vào nghiệp vụ chọn ngân hàng, chúng ta chọn giấy báo có ngân hàng. Ở đây là trường hợp mà khách hàng khi mà người ta chuyển tiền cho mình, chúng ta vào đây chọn nút thêm và lập chứng từ. Ví dụ ở đây công ty này chuyển cho mình một số tiền là khá là nhiều, ví dụ như là 1 tỷ chẳng hạn. Thì các bạn lưu ý là ở đây này, khi các bạn lập chứng từ này thì bắt buộc các bạn phải chọn là tài khoản ngân hàng nào. Chứ các bạn không thể đợi để trống phần mềm không cho các bạn ghi. Tại vì khi các bạn làm cái này các bạn sẽ liên quan đến tài khoản 112. Mà trong cái phần tài hạch trong cái phần hỗ trợ về cái tổ chức hệ thống tài khoản thì chúng tôi đã nói rồi, tài khoản 112 nó đi theo tài khoản ngân hàng. Như vậy các bạn chọn ví dụ như nộp vào tiền vào tài khoản này, chúng ta ghi vào và nội dung đầy đủ cụ thể các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta ghi nội dung vào đây, ví dụ khách hàng có trả tiền hàng thì chúng ta ghi vào ví dụ như là đây là 1 tỷ, hồi nãy tôi nói là 1 tỷ đúng không? Đấy. Thế thì ở đây các bạn chọn các cái thông tin khi mà người ta chuyển tiền cho mình. Cái chứng từ giấy báo có của ngân hàng này về nguyên lý là chúng ta có một cái trường hợp xảy ra ở bên phía phiếu chi, tức là chi tiền nộp vào tài khoản thì nó sẽ trùng với cái nghiệp vụ này, và cái phiếu chi nộp tiền nộp vào tài khoản thì các bạn không lập ở đây, các bạn loại trừ cái trường hợp này ra để lấy chứng từ của ngân hàng này làm chứng từ gốc cho phiếu chi các bạn nhé. Chúng ta chọn lưu, có thể in chứng từ, trong này có in rất nhiều mẫu liên quan đến giấy báo có, giấy báo nợ các bạn nhé.